Hello mọi người. Thế nào được gọi là một ngày bình thường tại Hàn Quốc khi đi học? Tăng 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 tăng. Hôm nay là một ngày trong kỳ nghỉ ban H mùa hè. Bây giờ là 8 giờ 37 phút sáng. Mình vẫn phải lên phòng thí nghiệm. Nhưng mà hè thì thường là trường rất là vắng mọi người. Nhưng mà bây giờ là đang trong mùa mưa hơi. Hôm nay được một ngày nắng khá là đẹp nên mình sẽ quay lại hành trình đi đến trường tại Hàn Quốc. À, trường của mình á nằm trên núi, nhưng mà này nè, không phải, đây là ký túc xá chứ không phải gọi là trường nằm trên núi. Trường thì ở dưới này, dưới núi nè mọi người, dưới này nè, dưới này là trường mình á. Nhìn xanh ha, màu trời cũng xanh, gì cũng xanh đẹp nha. Đang định nói gì quên này. À, xe buýt. Trường á thì có xe buýt chạy trong trường, tức là xe buýt đó nó sẽ chạy vòng vòng xuống dưới thành phố luôn, nhưng mà cái điểm cuối cùng của nó dừng á là sẽ ở trên ký túc xá của mình. Do là hè cho nên là lượng học sinh người Hàn á sẽ không có nhiều tại trường nữa, cho nên là xe buýt của nó sẽ không lên chỗ này, mà một ngày á nó chỉ lên đây trong hai khoảng thời gian, đó chính là từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ và từ 10 giờ tối hay 10 giờ 20 tối đã đến 11 giờ. Nhưng mà xui thai là mình đều đi ngay cái giờ mà không có xe buýt. Mà dù có xe buýt mình cũng không đi nữa mọi người. Tại bên đây không vận động á, ù lì dễ mập lắm. Cho nên là đi bộ giống như là hiking vậy đó mọi người. Leo núi mỗi ngày. Đẹp ha. À, nắng ở đây khá là đẹp mọi người. Nhìn nè, đẹp không? Đẹp ha. Với lại giờ cũng vắng vẻ, ít đeo khẩu trang. Bên đây hầu như gần như là thời điểm hiện tại là người ta ra đường, người ta đã thoải mái hơn về vấn đề là đeo khẩu trang á mọi người. Cái ngày đó lúc mà mình mới vừa qua khoảng 2 năm trước á, bạn đi ra đường bạn ăn giống như bạn mua thức ăn ở ngoài lề đường, sau đó bạn ăn nha. Bạn ăn thì nó gọi là vô duyên, hớ hên. Tại vì giữa thời đại đại dịch tới nơi rồi mà bạn lại không thiếu ý thức như vậy thì không nên. Thấy chiếc taxi mới qua không? Các bạn người Hàn ít vận động lắm. Mặt ngặt cái mấy đứa ở trong ký túc xá của mình á, mấy bạn người Hàn á toàn là những bạn nằm trong câu lạc bộ mà mấy bạn ít khi nào mà mấy bạn đi bộ lắm mọi người. Nó đi taxi lên không. À, còn đây là cái con đường. Thấy nó hơi nhìn hình thì thấy nó hơi tàn ha. Nhưng mà thật ra là do là nó là một cái con đường giống như một con đường tắt, con đường xuống, đi xuống trường nhanh hơn, không phải đi xuống cái khoa mình nhanh hơn. Vậy đó. Thường thì những bạn câu lạc bộ á sẽ tập chạy bộ ở trên con đường này nè, để mình quay cho mọi người xem. Nè mọi người. Cái này là sau những trận mưa nó rất tàn tạ như vậy nè. Đó, đây là giống như là nó băng từ cái núi trên kia. Núi thật ra là đằng này là ký túc xá của mình, nãy mình mới đi qua đây xong rồi cái từ đây cái mình đi xuống lại đây, đi đây chỗ này á nó sẽ có hai cái đó, mọi người thấy không, có người đi rồi đó, đó là người ta đi tập thể dục á. Không khí rất là trong lành nha. Bên đây nè mọi người, có một cái đường suối. Thấy nước chảy không? Nghe nước chảy róc rách luôn á. Dễ thương lắm. À, mấy cái lồng đèn này á chính là của chùa á mọi người. Ở đằng trước á nó có hai cái nhánh rẽ, một hướng phải và một hướng trái. Cái hướng mà rẽ phải á là sẽ đi đến một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ nằm dưới chân của cái ký túc xá mình luôn. Wow. Nghe quan sơn ha, có nghe tiếng nước chảy róc rách không? Còn mà quẹo về hướng bên trái bên đây nè thì đi xuống khúc khuôn viên trường. Nói chung là ngày nào tôi cũng đi đường này hết trơn á mọi người. Đi đường này cảm giác
chim chóc đồ nó kêu. Mở khẩu trang ra đi, cây cối xanh tươi mát mẻ, đẹp lắm mọi người. Như là ngày nào mình cũng được đi du lịch đến một vùng núi. Đúng thiệt, tôi ở trên núi thiệt mọi người ơi. Nè, cái đường này như vậy nữa nè. Mọi người ở trên hình á thì chắc có lẽ là mọi người nhìn thấy chắc nó âm u lắm, nhưng mà thật ra không phải. Nó rất là sáng lón, rộng rãi, bự. Và con đường này rất là nhiều học sinh đi khi mà du học á, hoặc là những cụ mà đi tập thể dục buổi sáng, hoặc là những người mà thứ bảy chủ nhật người ta cũng thường hay dẫn gia đình người ta đi lên núi chơi á, thì người ta cũng hay đi con đường này, chứ người ta sẽ không đi đường chính. Đường chính kia là đường để mà xe chạy. Đây. Tôi nhanh nha. Để cái chỗ đi lâu quá. Hôm nay là thứ sáu thì chắc cũng còn người mọi người. Không biết còn người có nghĩa là vẫn còn những bạn mà đi vô khoe là người các kiểu này kia. Bên đây á, ví dụ bên mình nghỉ hè, cái là giờ hành chính là những bạn trong trường nghỉ hết đúng không? Chỉ còn một ít người thôi thì sao á. Bên Việt Nam mình nha. Còn ở bên đây á, thì mình thấy là người ta vẫn làm, mọi người vẫn làm hết tất cả những ngày trong tuần luôn. Ôi, mấy cái đường này nhìn xuống mọi người. Tưởng tượng nha, nguyên một cái khung cảnh này nè. Chả thành màu hồng, màu trắng hồng của hoa đào á. Và đây nè, nguyên một cái con đường như vậy luôn. Gió mình lùa ngay một cái nha, hoa đào nó rơi lạ tả lạ tả. Tất cả đều là cây đào hết đó mọi người. Giờ này nó thay xương lá rồi. Quay trở lại câu chuyện những bạn văn phòng. Những bạn văn phòng làm đúng tới chương trình như vậy nha. Tăng khách kỳ nghỉ cũng không được nghỉ. Đây là cái cầu thang. Đúng là sau một trận mưa nhìn thấy gớm thiệt mọi người. Lá cây rồi nè, nó rớt xuống. Cái chân của mình ta đi bỏ lá lắm, mình vừa tập đi nhanh nhanh nha. Từ cái cầu thang nãy đó là tụi tôi phải đi băng ngang cái khoa này. Cái khoa này là cái khoa chính nha mọi người. Cái khoa về bên engineering, tất cả cái gì mà về bên material vật liệu là nó nằm bên đây hết. Khoa này là khoa chính. Khoa của có văn phòng của ông thầy tôi. Nhưng mà cái phòng thí nghiệm tôi thì nó không nằm ở trong cái khoa này nha. Phòng thí nghiệm tôi nằm khoa kế bên. Còn khoa này là khoa viện, khoa dành cho IT á mọi người, cho mấy anh mà lập trình viên á đó. Ai muốn kiếm trai lập trình thì vô khoa này, ai muốn kiếm trai công nghệ thì vô khoa này. Vào khoa này. Đây tươi tòa này nè mọi người. Mà thấy bữa nay vắng xe nè. Không phải bữa nay nữa, từ khi mà nó nghỉ hè là nó đã vắng xe rồi. Còn ngày thường ha, không thấy được cái cửa luôn. Xe nó đậu hết mẹ cái bãi. Đi ngang cái bãi xe gì nè là sẽ tới được. Hôm nay nắng đẹp nhỉ. Thôi để hôm nay đi từ đường bên đây vô đi. Ngày thường á, tôi đi được cái cửa này vô nè. Cho nó gần. Bây giờ á, thấy đằng này nay đẹp trời, đi lại đây xây chân quay cho mọi người xem. Mấy cô lao công làm gì có là cực lực nha. Ngày nào mấy cô cũng làm hết trơn á. Đẹp không? Welcome to Busan. Đó mọi người. Nói chung là mát mẻ, đẹp đẽ. Thôi đi vô. Vô đường này nha. Khoa tôi đi vô mọi người. Ê tôi nè. Thôi vô nha. Vô thí nghiệm mọi người ơi, trễ giờ rồi. Vô. Đây đó là tầng 4. Tôi muốn đi xuống. Tôi muốn tới phòng thí nghiệm á là phải xuống tầng 3. Thôi đi xuống nha. Bye bye.